Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin hôm nay liên quan đến tất cả những vấn đề sau phiên tòa kết thúc vào ngày 3 tháng 11 vừa qua cho bản án 23 năm 6 tháng cho những thành viên ở Thiền Am, để lại dư luận, để lại dư âm xã hội của một phiên tòa là cũng một vấn đề liên quan đến lịch sử tố tụng của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, tất cả những bất bình, những bức bố liên quan sau cái hậu phiên tòa để lại hàng triệu người trên thế giới này sau khi theo dõi vụ án này đặt nhiều quan điểm, nhiều tranh luận về việc phiên tòa và sự khách quan của phiên tòa liệu có đúng theo các tiến trình tố tụng của pháp luật hay không. Và hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe một bài chia sẻ của một cô khán giả U70 cũng lớn tuổi nhưng rất bất bình về việc để lại một cái hậu quả cho một bản án đối với những người trong Thuyền Am. Thưa quý vị, chúng ta cùng lắng nghe lời chia sẻ của cô này. Rồi, bây giờ tôi có đôi lời nhận xét về cái phiên tòa phúc thẩm kỳ 2 tháng 11. Đó, bây giờ tôi nói như thế này. Tôi nhận xét về phiên tòa 2 tháng 11 và 3 tháng 11, tức là 2 ngày. Bây giờ cái tiêu đề tôi đưa ra ngày hôm nay đó là tôi nói cái vụ án ở tòa án Long An á, vụ án sơ thẩm đó là tôi gọi là vụ án con bò, là vụ án ngu như bò. Bây giờ cái vụ án này ở tòa phúc thẩm hôm nay tôi đưa cái tiêu đề tôi ra để tôi nói đó, có nghĩa là mở hoặc kép luôn, là danh ông Phật của ông thầy thuốc nổ TNT và ông thầy ông nội ở Long An đó, đúng là kép. Tôi đưa ra một cái tiêu đề như vậy, nhưng mà tôi trong khi tôi nói đó, tôi già, tôi lớn tuổi rồi, tôi quá bức xúc mà tôi nói đây, cái phần nói của tôi nó không được rõ ràng lắm, cho nên bây giờ quý vị có nghe được thì nghe và góp ý cho tôi. Bây giờ tôi nhận thấy cái phần tranh luận, giờ tôi nói ngắn gọn thôi, cái phần tranh luận thì tôi nhận thấy các bị cáo quá xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Tuy nhiên người ta chưa có bộc lộ hết cái nỗi oan ức của mình, mà chủ tọa cứ nhắc nhở đừng lặp đi lặp lại của bị cáo khác, hay lặp đi lặp lại bị cáo khác. Chẳng hạn như có một cái chủ đề đó thôi mà người ta đã giải trình theo cái nguyện vọng, cái ý của người ta, mỗi 9 người 10 ý, chứ phải để cho người ta nói đó là nhân quyền. Cứ nghe nhắc lời, nhắc nhở, làm cho bị cáo mất tập trung. Nhưng mà bị cáo vẫn không có quên được cái phần mà quan ức của mình. Đấy là phần bào chữa của bị cáo đó, tôi nói nắm sơ sơ thôi. Đó là tôi thấy gì ai cũng đều biết hết. Còn cái phần bào chữa của bên bị hại á, là tôi thấy là luật sư, cái ông luật sư ở Hà Nội đó, ông tên Sơn tên gì đó tôi, tại vì tôi không có chú ý cũng nhiều bằng hai thằng luật sư kia. Có nghĩa là luật sư ở Hà Nội đó, ông phát biểu tôi nghe không có lọt lỗ tai chút nào. Ông ta cho là giáo hội ở Long An, ý là tôi nói tóm tắt là như là có một cái bản quyền. Giáo hội Long An như là nó có đặc quyền, đặc sản hay là có bản quyền, đăng ký bản quyền hay gì. Còn cái thằng luật sư Âu Mang Nhục ấy, tôi nói nó là Âu Mang Nhục, tại vì nó là có phạm vô cái vụ án hình sự của con Hằng rồi, tôi mới gọi nó là Âu Mang Nhục. Tại sao nó nói ông thầy thuốc nổ ngu như bò, nó nói vậy nè, tại sao nói Thích Nhật Từ ngu như bò, đó là cái thằng Âu Mang Nhục nó đặt câu hỏi. Rồi bây giờ tao hỏi mày nè, thằng Âu Mang Nhục, tao hỏi mày nè, mày nói Chúa Giêsu của tao ngu như bò trước mặt phiên tòa sơ thẩm, ai xử mày? Bộ mất dạy. Tao nói thiệt, tao có phải có tao ở đó, tao đấm thẳng vào mặt mày mấy cái cho mày biết. Tao đạo Công giáo này à, nhưng tao vẫn tôn trọng ông Phật. Tao nói cho mày biết nha, cái thằng khốn, mày biện minh cho sư phụ mày á, mày biện minh cho sư phụ mày, mày phải nói cái lương tâm để kiếm tiền, kiếm view, kiếm like hả mày? Ông thầy thuốc nổ này xúc phạm người ta 30 con người, mày thấy không? Trong khi một gia đình người ta cả 2 năm trời, 30 con người mà bị xúc phạm, bị già đạp, không còn một cái từ nào để nói. Còn cái gia đình người ta đi thưa thì không ai giải quyết. Người ta có đi thưa tới thành phố Hồ Chí Minh luôn, thưa về ông thầy thuốc nổ này mà cũng không ai giải quyết. Rồi cho nên á, nhiều quá bức xúc quá,
họ chỉ nói lại có một câu của sư phụ họ nói thôi, họ đồ lại thôi, có một câu là ngu như bò, mà cả gia đình họ phải đi tù mấy chục năm đó. Cái đó là cái sự bức xúc của người dân khán giả của ta. Vậy cái vụ án này tao đặt là xúc phạm con bò. Xúc phạm con bò. Rồi bây giờ như thế này nữa, bây giờ mày có biết là mày nghe tao nói nè, thằng Âu Văn Dục, mày có biết mắc cỡ rồi mày, cả thế giới nhìn vào một cái thằng luật sư như mày ăn nói thua một cái bị cáo ở trong không có học luật ngày nào. Các bị cáo không có học luật ngày nào, ta giáp chặt với mày như vậy. Mày ăn nói thua bị cáo trong cái phiên tòa. Người ta không có học luật ngày nào mà người ta ăn nói chuyện rất là logic hơn mày. Hả cái thằng khốn nạn, thằng khốn nạn là Âu Văn Dục. Tao chửi mày đó. Bây giờ cái vụ án cái con thằng nổ đó nghe, bây giờ mày nghe tao nói cho rõ nha mày. Tao già, tao bảy mấy tuổi rồi, tao theo dõi rất là sát sao. Bởi vì tao cũng hai cái thằng mày á là hai thằng khốn nạn. Người ta già cả mày cứ chửi người ta, mày lên clip mày chửi người ta hoài. Rồi bây giờ tao thấy vụ án con thằng đó, thằng nổ đó, tao nói mày thằng nổ đang chờ mày kìa mày ơi. Mày lo đi mà xóa bớt cái clip gì đó trốn tội nha mày. Tao thấy mày xóa nhiều lắm rồi, đồ hèn hạ. Còn mày á, mày thấy có nhục không mày? Hả? Bị cáo không trả lời, mày hỏi bị cáo không trả lời, còn cho mày là hai thằng không có đủ tư cách để trả lời. Bao nhiêu con người, bao nhiêu cặp mắt, cả thế giới nhìn vô, trời ơi tao nhục, tao mắc cỡ quá mày. Cái thằng sư phụ của mày á, trước đây á, nó tôn trọng con hàng ha, nó tôn không phải nó tôn trọng con hàng mà tao nói bậy, tao già và tao lẩm cẩm. Cho nên tao nói này, thằng sư phụ của mày là thằng thầy thuốc nổ đó. Lúc trước đây tao nghe nó nói là nó tôn cái con hàng nổ này là cái gì mày có biết không? Là Phật sống giữa đời thường, mày nghe rõ nha mày. Nó tôn như vậy á, nó tôn vậy đó, sao mà không ai làm gì nó vậy hả? Không ai nhắc nhở nó hả? Thằng Âu Văn Dục không ai nhắc nhở đó, một tiếng nào vậy? Nó tôn cái người đàn bà mà thị phi, người đàn bà không ra gì, ăn nói hỗn xược, ăn nói tục tiểu. Mà tao nói với mày à, dưới cái tao gọi cái con hằng đó là nó sống dưới hầm phân đó, cho nên mà môn nó là Phật sống giữa đại thường, mà tại sao ai nhắc nhở, ai nói gì hả? Mà mày lại ngồi cùng binh cái ông thầy thuốc nổ ăn nói bậy nó bạ của mày. Hai thằng mày đó nghe, tao nói là biết hai thằng mày là thằng Vũ Mộng nè, thằng Măng Nhục nè, có liên quan đến vụ án con hằng nổ đó của mày. Lo đi con, chết tới nơi rồi. Bây giờ tao thấy thằng Vũ Mộng nó xóa quá trời liếp luôn. Bây giờ tao cấm nha, giờ tao nói lên là tao cấm hai thằng mày, sao mày không được gọi ông thầy gần 100 tuổi rồi, ông thầy Lê Tùng Vân đó nha. Tao còn chưa có dám gọi tên ông đâu, tao nói thật với mày luôn, tao gọi ông thầy ông nội luôn. Tao cấm hai thằng mày sau này đừng có gọi tên ông thầy đó, là ông thầy Cu Đặng Củ Đan Tà Am gì nữa nha mày. Tao mà nghe cái đó là tao nói thiệt với mày, tao kiếm một cái clip nào mà người ta liều, người ta cho tao lên tao chửi mày cho mày, cha mẹ mày biết dạy mày, mày nghe mày tức mày dữ lắm rồi đó mày. Rồi bây giờ tao nói với mày nữa nè. Người ta đá ông cố ông nội của mày, ông cố ông nội mày, cái lũ mày quá hỗn, ông trời đâu mà ông đánh mày cho mày chết thôi rồi đi. Cái thằng Ngọng, thằng Vũ Ngọng với cái thằng Âu Măng Dục, mày tư thù với ông ở với Thiện An ở thằng Vũ, mày tư thù Thiện An từ lâu nên mày mới đặt điều vua khống, nói bậy nói bạ đang kiếm like kiếm view. Bây giờ tao hỏi mày ông thầy chùa ăn thịt chó nha, tao hỏi hai thằng mày nha. Ông thầy chùa ăn thịt chó, ổng tên là cái gì à? Tâm Phúc đó, tao không biết. Thích Tâm Phúc à. Ổng chửi cái ông thầy chùa của mày là cái ông thầy chùa thuốc nổ của mày. Ổng kêu bằng thằng, ổng kêu đích danh hai thằng luôn. Thằng thầy chùa nào nữa ở dưới cái gì Long An đó, tao cũng quên tên, giờ tao giận quá tao quên tên hết rồi. Bây giờ ông kêu đích danh ông chửi đó, rồi làm gì ông giỏi đi thưa ông đi, ông suối mà ông kêu mà đi thưa ông đi, ông chẳng có sợ đâu. Ông kêu bằng hai thằng đó là hai thằng gì ông kêu, tao nói tao không điều lại, tao không nói lại, tại vì tao tức quá, tao giận quá là tao run, tao bị đau tim đó. Bây giờ hai thằng mày cho là hai cái thứ lật sư hay là lật xe gì đó,
mới đúng nha mày. Thật ra mày như vậy mới là đúng đó. Đúng vô cái ấy của mày, đúng vô cái bản mặt của mày nha. Bây giờ tao nói lại nè, mày nghe, cái lũ mày không hiểu biết gì về đạo ha, đạo Phật, thì mày đừng có dựa ra, mày đừng có đưa ra mà gặp luận đạo Pháp gì lung tung. Hai cái sư phụ của mày, mày bảo vệ đó, có bản quyền ha, có bản quyền ha, đăng ký bản quyền ha, đặc quyền ha. Rồi tại vì họ chưa biết đó, họ nói cho mày biết. Rồi mày vu khống nói xấu người ta động trời luôn, mà người ta mới nói lại có một câu thôi, nhiều quá bức xúc, quá bức xúc cho nên người ta nói lại có một câu mà bị người mày nghĩ mày dám đi đưa cho gia đình người ta vô tù 6 người 23 năm 6 tháng tù, mày thấy bức xúc của khán giả không, của cộng đồng không? Tao là người Công giáo, tao không có đạo, tao không phan nào hết, nhưng mà tao rồi cái ông thuốc nổ đó, tao nói là cũng dám chửi Đức Giáo Hoàng của tao, ông chửi hai Đức Giáo Hoàng tao, ông gây lộn với bà Ma Sơ như vậy, ông chửi hai Đức Giáo Hoàng tao, tao để tội ông đó. Tao thấy không phải ông gì chức sắc mà lại tao sợ là ông đâu, ông cũng như một người dân bình thường, ông cũng coi là cái thằng Thảo, tao đẻ ông được hả mày, tao đẻ cái thằng Thảo nó được hả mày, thằng Trần Ngọc Thảo vậy đó tao đẻ được mày, con tao năm mấy tuổi hả mày. Còn mày á ha, mày bao chữa ôi rồi mày á, còn mày bắt trước cái thằng thầy chùa lửa của mày đó ha, thằng thầy chùa đó chửi Đức Giáo Hoàng tao, mày chửi Chúa Giêsu tao ngu như bò mẹ mày, mày chửi vậy đó, mày thấy không, mình chửi trước cái chỗ cái phiên tòa sơ thẩm đó, tao căm thù mày tới giờ này tao còn tức mày em, thằng khốn chửi Chúa Giêsu tao, mày nói Chúa Giêsu tao ngu như bò mẹ mày. Tao bên đạo Công giáo người ta có ăn có học đàng hoàng, người ta nhịn nhục mày hai cái thằng biển cuối, mày biết chưa, mày biết chưa mày, tao nói mày biết vậy đó, đó nghe. Rồi còn cái nữa tao nói cho mày nghe nữa nè, tao hỏi mày nha, tao hỏi nè, hỏi cái ông thầy thuốc nổ đó, ông còn phẩm chất gì là một thầy tu không, ông còn phẩm chất gì là một thầy tu nữa không, tao nói mày biết. Ông xúc phạm Đức Giáo Hoàng tao, còn mày xúc phạm Thiên Chúa tao, Chúa Giêsu tao. Tại sao ông Phật tao vẫn kính trọng, tao đạo Thiên Chúa nhưng mà tao vẫn kính trọng ông Phật, tao nói cho mày tao không dám xúc phạm. Rồi bây giờ tao nói với mày nữa nè, còn nhiều cái tao để tao nhớ để tao nói mày. Đến cái thằng luật sư tao nói mày ngu như bò, mày chửi chưa, mà Chúa tao. Bây giờ tao hỏi mày nha, ông thầy thuốc nổ là ông thầy TNT, nó là TNT, tao phải đặt là thuốc nổ TNT, đúng mày? Rồi tao nói với mày, hai thằng mày ra, giờ cấm hai mày đây nha, cấm hai mày xúc phạm tới cái ông cụ 100 tuổi à mày, xúc phạm tới Thiền Am mày, Thiền Am mày gọi là ta không? Mày gọi ta Thiền Am mày có chết không? Mày leo lưỡi mày hả? Mày bây giờ tôi nói với bạn cái này nè, bây giờ tôi nói cho cộng đồng nghe cái này, bây giờ tôi chửi hai thằng đó rồi, bây giờ tôi thấy tôi bớt cái giận, tôi bớt cái tức, bây giờ tôi nói tới khi tôi nói tới cái phiên tòa đây, tôi nói tới phiên tòa, tòa gì đâu mà ép cả luật sư và bị cáo cáo trợn như vậy, tôi nói tới giờ phiên tòa nha, tôi thấy rõ ràng cáo trợn như vậy. Tôi nằm ở nhà, tôi đau, tôi bệnh, tôi nằm 2 ngày liên tiếp, tôi coi không thiếu sót một cái gì, tôi coi những cái gì, tôi ghi vào đó để tôi quên. Tôi già, tôi hay lẩm cẩm, tôi quên. Nghe à, tôi đâu phải là người dốt nát đến độ nào mà tôi không nhận xét được mắt tôi mờ thiệt, nhưng mà tôi đeo kính tôi vẫn thấy ha. Tôi ghi vô những cái ý chính, bây giờ tôi thấy là to gì đâu mà ép cả luật sư và bị cáo chết trận, nhân quyền ở đâu? Hả? Đàn áp chết trận luôn. Đúng là cái người dân tắp cổ bé miệng. Tòa án ở Long An này nè, còn nhân quả nhiều lắm con ơi, con tôi thấy cái cảnh này tôi lên máu quá quý vị ơi, tôi lên máu rồi, tôi tuột máu. Bây giờ tại sao nè, tôi hỏi nè, nói con Diễm My á, nó có cái đơn xin gì đó, xin vắng mặt, mà luật sư là đòi không có, luật sư đòi coi mà không cho luật sư coi làm sao? Bỏ hết sức, luật sư đòi coi mà không cho coi, tại sao vậy, tại sao bỏ vậy? Rồi bây giờ tôi nói nè, bây giờ cái con Diễm My này nói là nó mất tích mà lại có cái đơn, mà tôi thắc mắc cái này là quan trọng nhất nha, thắc mắc cái này nè, mất tích thì mất luôn,
không có cái đơn. Cái đơn đó ai là người đi vô tòa án nộp, ai là người giết, ai là người khi tật đó, tôi thắc mắc cái đó. Rồi bây giờ á, ai là người che giấu đó, tôi hỏi là ai là người che giấu đó? Tôi là khán giả thì tôi đặt câu hỏi ai là người che giấu, tại sao nó lại có đơn có từ, rồi tôi hỏi thì chứ ai là người ký, ai người giết nổi, ai đem đến tòa nộp cái đơn này đó. Tôi thắc mắc cái đó, một cái mối chốt rất là quan trọng của tôi đối với bản thân tôi và đối với cộng đồng khán giả. Ở tại sao luật sư đòi xem mà chẳng có ai cho à, là sao ngộ vậy? Ở trước đây có lần tôi nghe nha, trước đây có lần tôi nghe rõ ràng trên cộng đồng mạng, mà biết kênh nào giờ lâu quá rồi tôi cũng quên, mà tôi nghĩ là khán giả đa số đều nghe. Trước đây có lần tôi nghe bà Định á, cái bà Trương Thị Định, tôi còn nhớ không bao giờ quên cái bà đó, tôi giả tôi thật vậy đó, mà ăn nói sắc sược, bữa nay xong trốn mất tiêu rồi, nói trốn mất tiêu rồi. Có nói trên cộng đồng tôi nghe nói vậy nè, có hỏi thăm Diễm My, anh xe ôm anh cười, anh nói Diễm My vẫn khỏe, không có gì, mà anh xe ôm này rất là cẩn thận trong lời nói dữ lắm. Như vậy xe ôm là ai? Xe ôm là ai? Tự biết nha. Mẹ bay, tức dữ lắm. Bây giờ tôi có nghe trên mạng đó ha, của một cái kênh nào đó, tôi quên rồi, giờ tôi không nhớ, để chữa sao tôi tìm lại. À, và những ai ai cũng đều nghe nha, mà không đề cập suy nghĩ thêm, mà tôi là tôi suy nghĩ thêm về xe ôm. Ủa xe ôm làm gì biết? Xe ôm này chắc có phải có chức có quyền cao lắm rồi mới biết chứ, còn xe ôm bình thường như con tôi giờ chạy xe ôm nó có biết cái gì vậy? À, biết đi chạy xe ôm chở khách lấy tiền khách đem về nuôi vợ đứa con thôi. Còn hai cái ông thầy chùa đó đó, mà bây giờ tôi nói là tôi nhận xét gì hai cái ông thầy chùa trong cái phiên tòa, hai phiên tòa rồi. À, một lần quán, một lần xử, còn ở phúc thẩm cũng một lần quán, lần xử. Thì tôi không có thấy được cái mặt hai ông thầy chùa để trốn đâu. Hai ông thầy chùa đi kiện người ta, rồi đi trốn, trốn đâu. Bây giờ tôi nói vậy, đâu phải mình đi nộp đơn, đi kiện người ta, rồi mình không ra chút công lý để mình lánh mặt giao lại cho hai cái thằng lật sư mà ăn nói tào lao chẳng ra gì. À, ngộ quá vậy, thân chủ nó không ra gì thì nó cũng không ra gì, đi kiện người ta vu khống cho người ta đủ điều nha. Tôi giao lại cho hai cái thằng lật sư đó, tôi kêu bằng hai thằng lật sư, tôi không đáng nói, nó bị kênh Diệp Đậu chửi, nó thẳng mặt chửi ông bà tổ tiên đó luôn. Kênh Diệp Đậu á, bây giờ mở lại mà nghe. Rồi giờ tôi nói gì thế này, bây giờ tôi nhận thấy á, thằng Trần Quốc Thắng á là nó là công an. Tôi không biết giữ chức vụ gì mà tôi, tại vì trong cái phiên tòa giới thiệu Trần Quốc Thắng nó có mặt, tôi thấy tướng tá nó cũng lớn con, cái đó mà nó quánh người ta một cái chắc người ta chết. Trở về tôi nó quánh một bạc tay chắc là tôi đi chầu diêm chúa luôn. Tôi nói là tôi thấy người Trần Quốc Thắng nó là một vị công an, mà trong khi cái giờ giải lao trong phiên tòa nó ngồi nó gác cái chân lên y như trong một quán cà phê. À, cái tư cách nó có không? Wow, nó có tư cách không? Mà trong khi so sánh với các vị khác, các người khác ở trong tòa người ta nghiêm chỉnh chấp hành đàng hoàng, nó ngồi nó gác chân lên, thấy là một cái, thấy cái vẻ nó như là nó tự tin, nó tự hào, ta đây à, nó là cái gì vậy trong đó. Còn cái thằng Trần Quốc, cái thằng Tháo mà tôi nói tôi cũng quên tên nữa, nãy giờ tôi thuộc lòng là mấy cái tên hết mà giờ tôi quên nè. Cái thằng Tháo mà tôi gọi là ba của con Diễm My đó, cái nó ngồi trên bàn luôn quý vị, thấy nó ngồi trên cái bàn luôn, mà cái thân nó, cái mặt nó chìm hình, cái bụng nó tổ cha cái bụng nó đó, à, mà nó ngồi trên bàn luôn. Như vậy là sao ha, là sao? À, hình như cái tụi này nó quá tự tin, tụi này nó quá sát tự tin. Cái phiên tòa này như thế nào rồi, nó đã thừa biết phiên tòa như thế nào cho nên nó quá tự tin. À, nó ngồi trên bàn luôn. Còn cái thằng Thắng mà nó làm cái công an đó, mà nó ngồi gác chân dưới trong quán cà phê ngồi, mày nghỉ giải lao, nghỉ giải lao người ta cho nghỉ giải lao là đi ra ngoài là coi như là mình làm vận động tay chân, hay là mình là uống nước, mình đi tiêu đi tiểu tiện gì đó. À, còn cái này không có, nó tự tin quá, tôi làm cho tôi lên máu luôn. Bên phía luật sư của bị cáo, tôi xin nói luôn, phía luật sư bị cáo, à, xin đề nghị xem xét lại những cái từ ngữ, à, xem xét lại những từ ngữ. Tôi thấy rõ ràng, tôi coi từ nhân vật một, cái chữ thiền á,
thiền đạo nhân du cái gì gì đó, cái câu đó là tôi không biết, vì tôi đạo Chúa tôi ba cái câu niệm niệm đó tôi không biết. Nhưng mà tôi nghe cái chữ thiền hồi lúc mà luật sư chiếu lên đó là tôi có nghe là thiền, mà bây giờ nó sửa lại là của người ta là truyền. Cái thằng ngọng nào mà sửa lại cái thằng đó chắc nó ngọng chữ thiền đó, nó đọc không được sao, nó đọc là chữ truyền ha. Mà người ta đề nghị là thiền chứ không phải là truyền. Truyền là nó khác nè, cái nghĩa nó khác nè. Tôi đó, tôi có đi đại học tôi biết nè, truyền nó khác, thiền nó khác nè. Rồi còn cái đạo Phật, cái đạo Pháp, đạo Phật nó khác cái đạo Pháp. Mà tại sao mà sửa lại người ta, người ta nói đạo Pháp bây giờ sửa lại đạo Phật, rõ ràng không, thấy không? Mà có những cái biên bản mà không có mặt luật sư chứng kiến thì ghi là đọc, khi mà đọc lên tôi mới biết nè, đọc lên lên đây là có luật sư chứng kiến rồi đó. Ừ. Những chứng cứ bổ sung quá thì chưa cho trình chiếu lên, không cho trình chiếu lên. Vị tòa này nói là chưa kiểm định. Tôi thấy luật sư đề nghị bây giờ nói anh nói chưa kiểm một cái gì đó, hội đồng nói chưa kiểm định thì giờ cho trình chiếu lên. Má người ta có vốn bị đồng rồi, người ta nộp cho, bây giờ nó chưa kiểm định, chưa kiểm định sao mở phiên tòa? Ha, đó, cái vị tòa này nói là chưa kiểm định. Vậy chưa kiểm định mà sao anh lại mở phiên tòa? Tôi thắc cười, xét xử người ta, xét xử làm gì? Giờ tôi thắc mắc cái chỗ đó. Anh chưa kiểm định, bây giờ anh đưa trình chiếu lên coi nó có đúng sự thật không? Bị cáo người ta còn ngồi đó, người ta xác nhận là đây là của tôi hay là như thế nào đó, cho báo quan dân dọn người ta thấy. Cả nước ngoài nha, cả thế giới người ta chỉ con mắt người ta vào đây, cái vụ án này. Thưa quý vị và các bạn, vì thời lượng của đoạn video này hơi dài và lời chia sẻ của cô rất thâm thúy và thú vị, cho nên để tránh sự nhàm chán của quý vị và các bạn thì mình chia đoạn video này ra thành hai. Và chúng ta tiếp tục nghe phần thứ hai của đoạn video này qua bài chia sẻ của cô nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.